Thúy Vy và Xuân Long rất vui được đồng hành cùng với quý khán giả và bà con trong chương trình 365 ngày chuyển động. Nha đam, một loại cây trồng vốn được cho là chỉ phù hợp để trồng ở xứ đất cát và có khí hậu nóng, thì nay lại phát triển xanh tốt tại cao nguyên Di Linh. Trong một đồng hành cùng nhà nông ở phần cuối của chương trình hôm nay sẽ là những kinh nghiệm hữu ích trong canh tác loại cây trồng này. Vâng, bên cạnh đó không thể thiếu những thông tin nông nghiệp hữu ích khác mà bà con đang quan tâm. Mời quý vị khán giả và bà con điểm qua những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình hôm nay. Thúy Vy có biết tại sao là ít nông hộ người ta chọn trồng thuần mà thường là người ta trồng sen măng cục không? Vâng ạ, tuy măng cục là một loại trái cây có giá bán cao và ổn định, nhưng lại là cây cho thu hoạch năm được năm mất. Có lẽ vì lý do này mà rất nhiều nông hộ thường chọn trồng sen loại trái cây này trong vườn trái cây khác để nâng cao thu nhập. Vâng, đúng là như vậy. Một nhà nông ở xã Tân Lạc, huyện Bảo Lâm cũng đã lựa chọn cách trồng sen măng cục trong vườn sầu riêng. Nhưng điểm đặc biệt ở đây là ông đã chăm sóc cho măng cục ra quả đều từng năm. Chúng ta cùng đến thăm vườn cây ăn trái này ngay sau đây nha. Toàn xã Tân Lạc, huyện Bảo Lâm hiện có 5 hectare canh tác măng cục, đa phần đều trồng sen trong vườn cây ăn trái khác. Ngay khi định cư ở Bảo Lâm, ông Nguyễn Văn Tuyên đã thử trồng ít cây măng cục, giống cây đặc sản của xứ miền Tây Nam Bộ sông nước. Măng cục vốn lâu ra trái, nhưng ông Tuyên không nản lòng, vừa chăm vườn măng cục, chăm sầu riêng cho thu nhập. Được chăm bón phù hợp với khí hậu cao nguyên, vườn măng cục ra trái vào năm thứ 7. Vậy là thành công, ông Tuyên tiếp tục nhân rộng diện tích măng cục. Hiện ông đang có 135 cây măng cục trồng sen với 380 cây sầu riêng trên diện tích 2,2 hectare vườn nhà. Dự kiến vụ măng cục trong tháng tới đây sẽ cho thu hoạch 6 tấn quả, giá bán trung bình mỗi năm rơi vào khoảng từ 40 đến 50 ngàn đồng một ký. Ông Tuyên chia sẻ, măng cục tuy đặc tính một năm cho sai quả, một năm lại thất thu, nhưng vườn trồng sen của mình, ông chăm sóc đều các năm, cắt nước hợp lý để cây ra bông đều, tỉa cành tạo tán thường xuyên, tránh để cây mất sức và suy kiệt. Ngoài ra măng cục có một số bệnh cần chú ý như là thán thư, sâu vẽ bùa, nhện đỏ. Thêm vào đó, chăm sóc măng cục lưu ý sử dụng phân bón phải đảm bảo chất lượng tốt, tránh cây bị xì mủ. Còn đây là những bể chứa bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng tại huyện Đạo Ai, một mô hình tạo được sự lan tỏa mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý khán giả và bà con. Vâng, như chúng ta đã biết thì với Lâm Đồng, địa phương có diện tích sản xuất nông nghiệp lớn, các vỏ bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng được xem là một loại chất thải nguy hại cho môi trường, ảnh hưởng đến nguồn nước và đất cho tương lai canh tác. Vì vậy, các mô hình thu gom vào bể chứa rồi đưa đi xử lý đã được nhiều địa phương triển khai thực hiện. Hiện nay, huyện Đạo Ai có một kho lưu chứa tại thôn 4, xã Maragui với tổng diện tích 63,44m², đồng thời xây dựng được 442 bể chứa tại 9 xã thị trấn. Hội Nông dân huyện Đạo Ai đã phối hợp với các địa phương, các ngành, vận động hướng dẫn nông dân thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, vận chuyển đến đúng bể chứa, hạn chế tình trạng vứt các loại bao gói, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật ra môi trường. Đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đạo Ai cho biết, mô hình bể chứa bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng cùng các hoạt động thiết thực khác hướng đến môi trường tại địa phương đã nhận được sự ủng hộ tham gia tích cực của người dân. Các cuộc vận động hỗ trợ từ địa phương không chỉ góp phần bảo vệ môi trường mà còn góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân trong việc sản xuất nông nghiệp bền vững, tạo thói quen tốt trong canh tác, giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước, đất từ rác thải nông nghiệp. Có thể thấy mô hình bể thu gom bao bì chai lọ thuốc bảo vệ thực vật ở Đạo Oai bước đầu đã phát huy hiệu quả khá tích cực, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong việc bảo vệ môi trường và cần được lan tỏa đến các địa phương khác để cùng chung tay sản xuất nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường. Cũng nhằm chủ động bảo vệ sức khỏe của con người, vật nuôi, môi trường, đồng thời là hướng đến nền sản xuất nông nghiệp an toàn và bền vững, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chính thức ban hành quyết định loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật có chứa hoạt chất glyphosate ra khỏi danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam. Tuy nhiên, mới đây, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lâm Đồng vừa có văn bản báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xem xét có cơ chế linh hoạt cho phép công ty trách nhiệm hữu hạn Đà Lạt Hasfarm được phép sử dụng hoạt chất glyphosate với số lượng hạn chế khoảng 350 lít một năm để xử lý triệt mầm hoa cúc và hoa cẩm chướng sau thu hoạch, phục vụ mục đích xuất khẩu sang thị trường Úc. Nếu được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thống nhất, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lâm Đồng sẽ tổ chức kiểm tra giám sát chặt chẽ việc sử dụng hoạt chất glyphosate của công ty trách nhiệm hữu hạn Đà Lạt Hasfarm đúng số lượng và mục đích cho đến khi thị trường nước Úc chấp nhận hoạt chất thay thế. Được biết, Úc là thị trường xuất khẩu chủ lực của sản phẩm hoa cắt cành của công ty trách nhiệm hữu hạn Đà Lạt Hasfarm với sản lượng mỗi năm 30 triệu cành, tương ứng với tổng doanh thu là 5,2 triệu đô la Mỹ một năm. Thưa
quý khán giả và bà con, hiện nay canh tác nông nghiệp hữu cơ đang là xu hướng phát triển tất yếu, không riêng tại Lâm Đồng mà rất nhiều địa phương trong cả nước cũng đã xác định phát triển nông nghiệp hữu cơ là định hướng lâu dài và khuyến khích người nông dân đồng hành bằng nhiều giải pháp. Đắk Lắk có thế mạnh về phát triển nông nghiệp, nhưng việc phát triển nông nghiệp hữu cơ mới chủ yếu ở dạng mô hình, cần có quá trình để cả bốn nhà nước, nông dân, doanh nghiệp và nhà khoa học cùng vào cuộc để phát triển nông nghiệp hữu cơ bài bản ở địa phương này. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã có một số người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ. Đối với cây cà phê là cây trồng chủ lực của tỉnh, ngoài các chứng nhận như 4C, UTZ, FLO, đã có một số cá nhân và đơn vị tiên phong chứng nhận hữu cơ. Tuy nhiên, đại diện ngành nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk cho biết, hiện sản xuất nông nghiệp hữu cơ còn gặp nhiều khó khăn do phương thức canh tác nông nghiệp ở địa phương đã sử dụng phân bón hóa học để tăng năng suất, thuốc bảo vệ thực vật hóa học để diệt côn trùng, phòng sâu bệnh, nên đất đai ít nhiều đã bị thoái hóa, ô nhiễm, cần có thời gian, kinh phí, công nghệ, khoa học kỹ thuật để cải tạo phục hồi độ phì nhiêu của đất theo các tiêu chuẩn hữu cơ. Quy trình sản xuất và chế độ giám sát phức tạp sẽ tạo ra chi phí đầu vào cao, cũng như những thách thức trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ đối với nông dân, kể cả các cơ sở, tổ chức khác như hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ. Địa phương này sẽ triển khai các giải pháp đồng bộ theo từng bước, tháo gỡ các khó khăn hiện có để hiện thực hóa mục tiêu phát triển nông nghiệp hữu cơ trong tương lai. Liên tục chương trình là cập nhật một số thông tin thị trường. Thưa quý vị khán giả và bà con, giá gạo mía những ngày gần đây đã vượt mốc 100.000 đồng một ký. Nhưng có một nghịch lý là người chăn nuôi lại không có gà để bán. Vâng, đây là một nghịch lý đang diễn ra tại vùng chăn nuôi gà trên địa bàn huyện Ba Vì và Sơn Tây của thành phố Hà Nội. Khoảng nửa tháng gần đây, giá gà mía liên tục có xu hướng tăng. Các thương lái thì tranh nhau để mua, nhưng phần lớn đều xách lồng không ra về khi mà các hộ chăn nuôi ở đây đều không còn gà đến lứa để bán do giai đoạn trước không có đủ sức và vốn để đầu tư tái đàn. Giai đoạn trước, giá gà liên tục xuống thấp, nhiều gia đình thua lỗ nặng, không đủ tiềm lực để tái đàn. Những hộ khôi phục được lại mang nặng tâm lý lo sợ vào đàn không bán được thua lỗ, nên chỉ dám nuôi cầm chừng. Hiện gà mía đang có giá 100.000 đồng một ký, cao hơn rất nhiều so với giai đoạn trước. Ngành nông nghiệp địa phương này khuyến cáo giá gà tăng lên do lượng cung thiếu hụt. Nhưng trong bối cảnh khó khăn như hiện nay, các hộ chăn nuôi cần theo dõi sát diễn biến của thị trường, dịch bệnh để tái đàn hợp lý. Đặc biệt, chăn nuôi cần phải đảm bảo an toàn sinh học, vệ sinh, thú y, an toàn dịch bệnh để có được kết quả chăn nuôi tốt nhất, không vì giá tăng mà tái đàn ồ ạt. Ngược lại với giá gà tăng do thiếu nguồn cung, thì giá chuối lại giảm mạnh do xuất khẩu khó khăn, sức mua nội địa thì không thể bù đắp. Hiện giá chuối mua tại vườn chỉ còn từ 1.500 đến 7.000 đồng một ký. Người trồng chuối ở Kon Tum hay thậm chí là Đồng Nai, thủ phủ trồng chuối xuất khẩu, giá cũng đang giảm rất mạnh. Riêng với loại chuối già xuất khẩu sang Trung Quốc và Nhật Bản, giá khoảng từ 6 đến 7.000 đồng một ký, giảm từ 30 đến 50% so với năm ngoái. Do dịch bệnh phức tạp khiến thị trường nội địa gặp khó trong khâu lưu thông, vận chuyển, còn thị trường xuất khẩu cũng giảm mua, nhất là thị trường Trung Quốc, nơi tiêu thụ lớn, gần đây cũng gia tăng diện tích trồng chuối, nên lượng thu mua của họ đã giảm dần. Ngoài nguyên nhân trên, diện tích trồng chuối ngày càng gia tăng cũng khiến nguồn cung dồi dào hơn. Ngoài ra, một vài khu vực sản xuất không đảm bảo nhiệt độ bảo quản, chuối chín nhanh, dễ hư hỏng, khiến chất lượng giảm sút nên giá cũng giảm. Theo đó, Trung Quốc cũng đang vào vụ chuối nên dư thừa nguồn cung, trong khi các loại trái cây nhiệt đới đang rộ vụ, giá rẻ khiến chuối bị cạnh tranh mạnh. Được biết, hiện nay tỉnh Đồng Nai có 10.400 hectare chuối, sản lượng 5 tháng đầu năm đạt trên 55.500 tấn, bao gồm chuối già Nam Mỹ, chuối sứ, chuối cau và một số giống chuối khác. Chuối ở Đồng Nai được thu hoạch quanh năm, chiếm khoảng 80-90% sản lượng, xuất khẩu chiếm 80%, trong đó xuất sang Trung Quốc chiếm tới 95%. Khép lại những thông tin biến động về giá cả một số mặt hàng nông sản, một đồng hành cùng nhà nông hôm nay sẽ đưa quý khán giả và bà con về với xã Đinh Lạc của huyện Di Linh để tìm hiểu về mô hình canh tác cây nha đam tại đây. Vâng, và liệu cây trồng phổ biến ở vùng đất cát hợp với xứ nóng như nha đam thì có phù hợp để canh tác ở vùng đất màu mỡ, vốn phù hợp với cây công nghiệp như Di Linh hay không? Mời quý vị khán giả và bà con gặp gỡ với nhà nông Trương Thắng Cảnh ngay sau đây. Giữa cái nắng hè tháng 6, anh Trương Thắng Cảnh và vợ là chị Tạ Bích Lan vẫn chăm chỉ ra vườn để làm sạch cỏ trên vườn nha đam rộng gần 8 sào. Khác với suy nghĩ của nhiều người về cây nha đam hợp với xứ nóng, cây trồng này thực ra khá hợp với đất Di Linh. Cây ưa đất ẩm nhưng không được ngập úng, đất phải ráo nước. Sau thời gian trồng ban đầu chậm lớn, khi đã có đà phát triển thì cây phát triển rất nhanh, các bệ lá xếp lớp căng mọng. Nha đam từ khi trồng tới khi thu hoạch cần từ 7 đến 8 tháng. Sau khi xuống giống, chỉ cần làm cỏ 1 tháng một lần,
còn lại cây không cần bón thêm một loại phân bón cũng như thuốc bảo vệ thực vật nào. Mùa nắng thì cần tưới nước 3 ngày một lần, mùa mưa thì không phải tưới. Có một công ty người ta tới người ta hợp đồng, người ta muốn là trồng cái cây nha đam để đảm bảo tiêu sản phẩm, thì cái đó tôi quyết định là trồng cây nha đam. Thực ra hên xui là mình nghĩ là cái đất này nó không hợp, nhưng mà thực sự cho tới bây giờ là tôi khẳng định là cái cây nha đam nó ở đây nó phát triển tốt. Bây giờ nó chủ yếu nó chỉ là công là làm cỏ rồi tưới nước cho nó là chủ yếu thôi, chứ giờ cũng phân cho thì cũng không cần thiết lắm. Tại vì nếu mà mình xịt thuốc cỏ ấy thì là nó đất nó không có được tốt, với lại là tại vì chúng ta uống ấy cho nên là không có xịt thuốc được, cho nên phải là làm bằng tay. Hiện cả vườn 8 sào, anh Cảnh và chị Lan trồng 45.000 cây, có xen một số cây ăn trái khác. Nếu trồng thuần thì mật độ trồng một sào là 7.000 cây là phù hợp. Vườn nha đam này đang cho thu hoạch chu kỳ 1 tháng một lần, mỗi lần thu 20 tấn. Anh chị ký hợp đồng bao tiêu với một doanh nghiệp ở Ninh Thuận với giá 2.200 đồng một ký. Khi thu hoạch thì anh cắt hai bẹ lá dưới cùng, trung bình một bẹ nặng 0,7 ký, một cây mỗi tháng cho 1,5 ký. Với sản lượng này, trung bình mỗi tháng anh Cảnh thu 20 tấn bẹ nha đam, thu về khoảng 300 triệu đồng một năm, lãi khoảng 150 triệu đồng. Giai đoạn đầu mà khi mà cái nó mới hình thành cái cây đó thì nó cái mình lúc đó là cỏ nó lên cũng nhiều rồi, mình phải cắt tỉa những cái bẹ của cái cây nha đam này thì lúc đó là công nhiều, còn nó tới thời điểm bây giờ mình đã thu hoạch được 5 số đợt rồi thì bây giờ thì nó nhẹ. À, nếu mà nó với cái giá mà như bây giờ thì cũng chấp nhận được. Nói chung là nó cũng tốt hơn cây cà phê. Anh Cảnh lưu ý khi gặp tình trạng cây thối bè và chết, chỉ có cách xử lý tốt nhất là chặt bỏ, trồng dặm bằng cây con mọc quanh các cây mẹ. Tưới nha đam cũng cần chú ý tưới khi trời mát, vì tưới lúc trời nắng thì thân cây bị nổ và hỏng. Ngoài có thêm nguồn thu nhập ổn định nhờ liên kết với doanh nghiệp, cây nha đam còn là một cây trồng mới ở vùng Đinh Lạc, Di Linh. Bà con nông dân cần có liên kết và hợp đồng tiêu thụ mới có thể mở rộng quy mô trồng thương phẩm. Vậy là lại có thêm một cây trồng mới khá lạc quan cho người nông dân tại địa phương của chúng ta. Quý vị và bà con quan tâm, muốn tìm hiểu về các mô hình nông nghiệp mới, hãy liên lạc chia sẻ thông tin với chúng tôi thông qua địa chỉ email 365ngaychuyendong@ltva.gmail.com hoặc gọi điện thoại về số điện thoại quen thuộc 02633 829 930. Chương trình 365 ngày chuyển động đến đây xin được khép lại. Xuân Long và Thúy Vi xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại bà con và các bạn trong các chương trình sau.